Xin chào những người nghe mang dòng OK đỏ, chúc anh em một ngày cuối tuần và đầu tháng vui vẻ. Giờ mời anh em đến với nội dung bản tin trước ngày derby. Ten Hag và Rashford được vinh danh. Bộ đôi của Man United, Marcus Rashford và Erik Ten Hag đã lần lượt được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất Premier League tháng 9. Sau khởi đầu mùa bóng bê bát, Erik Ten Hag đã đưa Man United đi đúng quỹ đạo với 4 chiến thắng liên tiếp. Riêng trong tháng 9 này, vị chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt đội bóng của mình đến 2 chiến thắng. Quỷ đỏ đã đánh bại Leicester City và đội đầu bảng Arsenal. Với thành tích này, Ten Hag đã giành được giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng ở Premier League lần đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, Rashford cũng đã tìm lại được phong độ đỉnh cao dưới thời cựu huấn luyện viên trưởng Ajax. Ở 2 trận đấu với 7 cáo và pháo thủ, Rashford đã đóng góp vào mọi bàn thắng mà đội chủ sân Old Trafford ghi được. Tại sân vận động King Power, cầu thủ 24 tuổi đã kiến tạo cho Jadon Sancho ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đến lần đụng độ Arsenal, tiền đạo người Anh đã kiến tạo cho Anthony ghi bàn mở tỷ số trong trận ra mắt của mình. Sau đó, Rashford đã tự mình ghi được cú đúp, ấn định thắng lợi 3-1 cho Quỷ đỏ. Man United là đội đầu tiên giành được điểm số trước Arsenal ở mùa giải này. Chiến thắng 3-1 tại Old Trafford đã nâng chuỗi chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Ten Hag tại giải đấu hàng đầu nước Anh lên 4 trận. MU đã bị tạm hoãn 2 trận đấu với Crystal Palace và Leeds United trong tháng 9 và sẽ bắt đầu tháng 10 bằng trận đấu với Man City tại Etihad vào tối mai. Ten Hag cập nhật tình hình chấn thương. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã cập nhật tình hình lực lượng của Manchester United trước trận derby gặp Man City. Sau 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, MU chuẩn bị trở lại thi đấu với trận derby Manchester gặp Man City. Đội chủ sân Old Trafford bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái khi thắng liền 4 trận liên tiếp ở Premier League. Chấn thương là một mối lo ngại lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Ten Hag trước chuyến làm khách tới sân Etihad. Theo đó, Harry Maguire, Anthony Martial hay Marcus Rashford đều gặp vấn đề. Chiến lược gia người Hà Lan sớm cập nhật tình hình lực lượng của Quỷ đỏ trong buổi họp báo trước trận cầu quan trọng này. Cụ thể, Ten Hag chia sẻ, tình hình là như sau: Harry Maguire chấn thương và tôi nghĩ phần còn lại của đội chúng tôi có một số nghi ngờ. Anthony Martial đã tập luyện cả tuần với cả tập thể nhưng chưa chắc khả năng ra sân. Dù vậy, tôi thực sự hài lòng với tình hình của Martial. Cậu ấy đã thể hiện rất tốt trong việc tập luyện và tạo ra một ấn tượng tốt. Marcus Rashford đã trở lại, vì vậy tôi cũng rất vui với điều đó. Ngoài ra, đội có trường hợp chấn thương dài hạn như Aselton GB và Brandon Williams, họ không sẵn sàng. Như vậy, Maguire sẽ không góp mặt, khả năng ra sân của Martial để ngỏ. Còn Rashford, tiền đạo này có đủ thể lực để đối đầu với Man City. Ronaldo buộc phải phản hồi FA. Theo Manchester Evening News, CR7 bắt buộc phải phản hồi FA muộn nhất đến hết ngày 10 tháng 10. Trước đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha bị cáo buộc vi phạm luật R3 của FA vì hành động nhắm vào cổ động viên Everton trên sân vận động Goodison Park vào tháng 4. MU cho biết đã nhận thông tin từ FA và sẽ hỗ trợ Ronaldo trong quá trình phản hồi đến cơ quan quyền lực nhất bóng đá Anh. Trong trường hợp bị buộc tội, CR7 phải đối mặt với án phạt bị trêu dò, phạt tiền hoặc cả hai. Vài ngày trước, bà Sarah Kelly, mẹ cổ động viên nhí, đã đề nghị FA phạt nặng Ronaldo. Bà Kelly lên tiếng, chờ đợi Ronaldo nhận án phạt đích đáng. Anh ấy không thể thoát khỏi điều đó sau hành vi không thể chấp nhận được. Mọi người nói tôi đang muốn khơi gợi lại câu chuyện này. Dù vậy, tôi chẳng biết gì về điều đó. Anh ấy đáng ra phải nhận án phạt từ 6 tháng trước. Con trai tôi đã nhắc lại sự cố đó mỗi ngày và chưa nhận lại được chiếc điện thoại. Sự cố này xảy ra sau trận thua 0-1 của MU trước Everton. Sau vụ việc, Ronaldo mời gia đình Jack đến Old Trafford để xem MU thi đấu nhưng bị từ chối. Bà Kelly cho biết nhận được cuộc gọi xin lỗi từ Ronaldo, tuy nhiên CR7 không bao giờ hỏi thăm Jack. Bà Kelly còn tiết lộ Jack là cậu bé bị tự kỷ, do đó càng sốc với hành động từ Ronaldo. Man City và Man United, những trận chiến đỏ lửa. Trận derby giữa Man City và Man United sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày mai, ẩn chứa nhiều thú vị với những cặp đối đầu nảy lửa trên sân. Man City đang cần điểm để tiếp tục bám đuổi Arsenal trên bảng xếp hạng, trong khi MU đang có thành tích cực tốt khi đối đầu với Big 6. Đây sẽ là cuộc đấu trí rất thú vị giữa Pep Guardiola và Ten Hag trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng ở trên sân cũng có những cuộc đối đầu khác cực kỳ nóng bỏng. Đáng chú ý nhất chắc chắn là cuộc tái ngộ của khổng lồ Erling Haaland và chú lùn Lisandro Martinez. Hai cầu thủ này từng đối đầu nhau khi còn khoác áo những đội bóng cũ của mình. Haaland chơi cho Dortmund, còn Martinez đã cho Ajax. Lần đối đầu ấy, tiền đạo người Na Uy đã bị đối phương khóa chặt. Martinez không thể so sánh về mặt thể hình với Haaland,
nhưng trung vệ người Argentina lại có tốc độ và khả năng phán đoán tốt. Điều này giúp cho Martinez đón lõng được những đường chuyền hướng tới Haaland, qua đó tránh được việc đua sức. Tất nhiên, Martinez vẫn cần sự hỗ trợ của các đồng đội trong những pha tranh chấp bóng bổng và Varane sẽ không ngần ngại làm điều đó. Một cuộc đối đầu khác nóng bỏng không kém là Kevin De Bruyne và Eriksen. Sự xuất hiện của Haaland khiến cho tiền vệ người Bỉ nhận nhiệm vụ mới tại Man City. De Bruyne giờ đây xâm nhập vòng cấm ít hơn. Anh chủ yếu hoạt động ở khu vực trước vòng cấm, chếch về bên phải. 3 trên 6 đường kiến tạo của De Bruyne tới từ những quả tạt bóng sớm ở khu vực này. Nhiệm vụ của Eriksen là phối hợp với Malaysia để hạn chế tối đa những đường tạt bóng của De Bruyne. Tiền vệ người Đan Mạch cũng đã quen với vị trí tiền vệ kiến thiết lùi sâu mà Ten Hag giao phó. Khả năng di chuyển bao toàn mặt sân của Eriksen cũng khiến De Bruyne gặp khó khăn trong việc phòng ngự. Ở chiều hướng ngược lại, tiền vệ tấn công của MU là Bruno Fernandes cũng sẽ phải đối đầu với một đối thủ khó chịu không kém là Rodri. Hai cầu thủ này vừa đụng độ nhau tại đội tuyển quốc gia và phần thắng nghiêng về tiền vệ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Bruno là mẫu tiền vệ có thể tung ra đường kiến tạo chớp nhoáng, nên công việc của Rodri cũng chẳng hề dễ dàng. Nếu như Rashford và Martial không thể ra sân, nhiều khả năng Ronaldo sẽ được Ten Hag lựa chọn để đá cao nhất trên hàng công. Khi đó, Ruben Dias sẽ có cuộc đụng độ với người Anh lớn tại đội tuyển quốc gia. Với phong độ hiện tại của CR7, trung vệ người Bồ Đào Nha có lẽ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đẳng cấp của siêu sao 37 tuổi trong những trận chiến lớn đã được chứng minh nhiều lần. Bởi vậy, Dias vẫn cần phải tập trung tối đa nếu như không muốn phải nhận trái đắng. Rõ ràng, trận derby Manchester diễn ra vào tối mai sẽ có rất nhiều những cuộc đối đầu tay đôi nảy lửa. Anh em thấy còn những trận chiến nảy lửa nào khác thì cho ý kiến góp ý ở phần bình luận nhé. Guardiola khen Martinez hết lời. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa dành nhiều lời khen ngợi có cánh đến một ngôi sao của Manchester United. Kể từ thời điểm cập bến Old Trafford đến nay, dù đã liên tục có những màn thể hiện ấn tượng, nhưng thực tế thì Lisandro Martinez vẫn luôn nhận được nhiều bình luận tiêu cực xoay quanh chiều cao của mình. Theo quan điểm đến từ huấn luyện viên Pep Guardiola, Martinez thực sự là một trung vệ tuyệt vời và sự hạn chế về chiều cao hoàn toàn không ảnh hưởng lớn đến một cầu thủ. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận derby thành Manchester, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Khi mọi người đánh giá thấp các cầu thủ về mặt thể hình, tôi thích điều đó. Cậu ấy có thể nói với họ rằng tôi đang ở đây và tôi là một cầu thủ giỏi. Martinez là một cầu thủ tuyệt vời, sống sáo, có khả năng xây dựng lối chơi tốt. Man United đã trả số tiền rất lớn như thế. Erik Ten Hag cũng biết rõ cậu ấy. Đây không phải là lần đầu tiên Martinez đối đầu với những tiền đạo cao to hơn. Cậu ấy xử lý được điều đó. Quan trọng là phải thông minh, dũng cảm. Trong những quả tạt, Erling Haaland cao hơn, nên chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra." Thực tế, Martinez cũng đã từng đụng độ Haaland trong quá khứ khi còn khoác áo Ajax Amsterdam, và anh đã có một màn thể hiện đáng khen ngợi, góp công lớn giúp Ajax hủy diệt Dortmund đến 4 bàn không gỡ. Ten Hag vẫn tin tưởng Maguire. Huấn luyện viên Ten Hag có những phát biểu đáng chú ý liên quan tới trung vệ Harry Maguire. Viễn cảnh trung vệ đội trưởng đá chính trong áo quỷ đỏ dường như đang rất xa vời, với việc Rafael Varane cùng Lisandro Martinez được huấn luyện viên Ten Hag ưu tiên và đang có những màn trình diễn ấn tượng. Trong khi đó, Maguire vẫn được coi là trụ cột của Tam Sư. Nhưng vị trí của trung vệ 80 triệu bảng này trong kế hoạch của huấn luyện viên Southgate đã được bàn tán rất nhiều. Sau khi mất vị trí trong đội chính thức của Man United, Maguire chơi tệ trong đợt tập trung tuyển Anh trong tháng 9 này. Dù vậy, huấn luyện viên Ten Hag vẫn bảo vệ Maguire, ông khẳng định: "Tôi phải huấn luyện Maguire và hỗ trợ cậu ấy. Tôi ủng hộ Maguire vì tôi tin tưởng vào tài năng của cậu ấy. Chất lượng của Maguire thực sự rất tốt. Bạn có thể thấy điều đó từ những lần khoác áo đội tuyển Anh. Tôi chắc chắn Maguire có thể xoay chuyển tình thế. Thực sự, tôi bị thuyết phục về điều đó." Maguire tiếp tục chơi kém, đặc biệt anh mắc hai sai lầm trong trận hòa Đức 3 đều. Hiện tại Maguire chấn thương và không thể góp mặt trong trận derby Manchester cuối tuần này. Trong khi đó, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng: "Mọi cầu thủ đều phải trải qua quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Khi tôi mất tự tin, tôi đã gặp chuyên gia tâm lý để giúp tôi vượt qua những phút giây đó." Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.